bạn luôn cảm thấy mệt mỏi thiếu sức sống có thể bạn đang mắc những phải những cái sai lầm này dạo gần đây thì mình liên tục cảm thấy rất là hủy hoài, hoài kiệt sức thậm chí là thiếu ngủ trầm trọng và mình biết là nhiều các bạn trong đang theo dõi cái video ngày hôm nay thì cũng đang trải qua cái tình trạng tương tự nên hôm nay thì mình muốn chia sẻ cái câu chuyện của bản thân và cũng như là tìm ra được cái giải pháp những cái nguyên nhân khiến mình luôn cảm thấy mệt mỏi là gì đó là cái cách mà mình suy nghĩ quá mức Mình nhận ra rằng là mình thường xuyên lo lắng về những cái việc như là quá khứ này, tương lai này Những cái điều mà nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chính bản thân Việc này khiến cho mình mất ngủ triền miên, tràn trọc rất là nhiều đêm Và khi mà mình dính chặt vào cái màn hình ấy bởi vì là do tính chất công việc của mình là làm việc tại nhà và mình dành phần lớn thời gian trước máy tính cũng như là mình Uh, ngồi trước cái điện thoại Như bây giờ đây này điện thoại quá là nhiều để lướt mạng xã hội này đi tìm kiếm cái thông tin để có thể làm blog hay là làm podcast. Điều này khiến mình khó rút ra khỏi cái thế giới ảo và ảnh hưởng đến cái chất lượng và những cái giấc ngủ của mình cũng như là cuộc sống của mình. Podcast và audiobook thì ban đầu thì mình cũng nghĩ là nếu như mình uh, nghe podcast thì trước khi đi ngủ ý, thì mình cũng sẽ cảm thấy là thoải mái hơn nhưng mà thực chất ý, nó sẽ gây cho mình cái kiểu sự um, Gọi là phiền não nhiều hơn ý Tại mình không được thư giãn Mà mình ngược lại Mình tiếp nhận quá là nhiều thông tin Khiến não của mình phải hoạt động Liên tục cả khi mà chu chuẩn bị đi ngủ Và không có cái thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa những cái nỗ lực của mình để cải thiện cái tình hình này, đó chính là mình tập thể dục này, mình thường xuyên tập thể dục như là mình tập taekwondo hai lần một tuần hoặc là ba lần một tuần và mình đi xe đạp này, mình thỉnh thoảng đi bơi với con này, mình đi bộ thường xuyên và mình không sở hữu một cái chiếc ô tô nào cả nên phương tiện đi lại chính của mình chính là di chuyển giao thông công cộng chế độ ăn uống cũng rất là có thể nói là lành mạnh mình ưu tiên mua thực phẩm tươi này mình không uh, mua cái đồ ăn nhanh nhiều Chứ, tất nhiên là có những lúc mình ăn đồ ăn nhanh và cũng hạn chế cái đồ ăn chế biến sẵn mình còn thường xuyên kiểm tra cái thành phần dinh dưỡng của các cái sản phẩm trước khi mua qua một cái ứng dụng uh, của người ba lan và đọc từng cái chi tiết một các thông tin về kiến như là kiến thức về uh, dược phẩm dinh dưỡng chẳng hạn mặc dù đã cố gắng rất là nhiều để có thể thay đổi được cái lối sống nhưng mình vẫn chưa hoàn thành được và tìm ra được cái nguyên nhân gốc rễ của cái vấn đề và có thể là những cái nỗ lực đấy đang đi sai hướng mình thì mình nghĩ là cái công việc lặp đi lặp lại hàng ngày có thể là cái sự kết hợp của cả ý thức cũng như là vô thức bởi vì khi mà mình làm một cái công việc nào đó mà lâu quá ấy, để trong cái ý thức ban đầu ấy thì khi mà mình bắt đầu một công việc mới thì mình thực hiện những cái nhiệm vụ mới này mình có cần tập luyện tập trung cao độ để có thể giải quyết để có thể sử dụng cái ý thức để hiểu rõ được cái quy trình cũng như là cái cách thức thực hiện cái công việc đấy thế nhưng mà sau một cái thời gian ấy thì chúng ta làm mọi việc rất là vô thức vì là nó cứ lặp đi lặp lại nó kiểu như là automatic luôn, các cái hành động, các cái quy trình trở nên khá là quen thuộc, dần dần thì chúng ta làm việc một cách máy móc và chuyển giao cho cái phần vô thức xử lý và điều này thì giúp chúng ta tiết kiệm được năng lượng cũng như là cái sự tập trung và chúng ta có thể nói là làm được những cái công việc khác và các cái hoạt động khác gọi là multitasking. Thế nhưng việc lặp đi lặp lại quá nhiều thì có thể gây ra, có thể dẫn đến cái sự nhàm chán cũng như là mệt mỏi cũng như là uể oải hay là một cái số lý do à, thiếu sự kích thích này, cái tinh thần của chúng ta, cái công việc mà cứ lặp đi lặp lại thì thường không đòi hỏi nhiều cái sự sáng tạo hoặc là tư duy phản biện hay là phân tích gì cả, dẫn đến cái sự buồn chán này và giảm động lực và não bộ của chúng ta cũng không được kích thích đầy đủ nữa có thể là nếu như nó không được kích thích thì nó sẽ gây ra cái cảm giác mệt mỏi và kiểu như là trì hoãn, uể hoài. Mình thì đã làm việc trong một khoảng 8 năm gì đấy trong một công ty, cho dù được đổi nhóm này, được hợp tác với khá là nhiều người, nhiều dự án khác nhau. cho Nhưng mà mình nghĩ là cái tính chất công việc ấy vẫn là một cái chuyên ngành. Nó không có gì thay đổi lên gây cảm giác nhàm chán nếu đó không thực sự là một cái niềm đam mê hay là cái yêu thích mà chỉ là một cái một cái công việc để mà kiếm sống thì sẽ gây ra cái sự nhàm chán và hủy hoài cái căng thẳng tinh thần nữa, dụ như là mặc dù công việc ý nó lặp đi lặp lại nó dễ dàng đi, có thể trở nên tự động đi, nhưng nó vẫn đòi hỏi cái sự tập trung và chú ý nhất định điều này thì cũng có thể gây ra là cái sự căng thẳng này, cái sự uh, suy sụp tinh thần này, đặc biệt là nếu như công việc đấy nó có áp lực về deadline này, về thời gian hoặc là yêu cầu độ chính xác cao này và yêu cầu cái uh, kiểu như là hoàn thành công việc một cách uh, nhanh nhất, mất cân bằng giữa công việc và cái cuộc sống ấy khi mà công việc chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta và cái năng lượng của chúng ta ấy thì chúng ta có thể bỏ bê các cái hoạt động khác và như là nghỉ ngơi này khi mà chúng ta cần thư giãn này cần giao tiếp xã hội này dẫn đến sự cái mất cân bằng cũng như là gây đến cái sự mệt mỏi mãn tính thiếu sự tự chủ nữa khi mà công việc mà nó cứ lặp ly lặp lại thường có ít không gian cho cái sự sáng tạo của bộ não và cái tính tự chủ của mình không là một người quyết quyết đoán nữa khiến chúng ta cảm thấy như là bị kiểm soát và mất đi cái động lực để có thể hứng khởi để làm tiếp công việc đó. Chúng ta cùng nhau khám phá nguyên nhân từ một cái góc độ khoa học và tâm lý nhé. Cái nhịp sinh học của chúng ta là một cái chu kỳ sinh học tự nhiên của cơ thể điều chỉnh các cái quá trình sinh lý và hành vi trong khoảng thời gian khoảng 24 giờ nó thì rất là ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của chúng ta, cái nhiệt độ cơ thể, cái hormone mà mức năng lượng nữa và nhiều cái chức năng khác nhau trong cơ thể của chúng ta. Cái nhịp sinh học thì được điều khiển bởi một cái đồng hồ gọi là đồng hồ sinh học bên trong bộ não của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng này và bóng tối nữa, tức là ngày và đêm. Thì tại sao cái giấc ngủ ngắn ý, tức là cái giấc ngủ gián đoạn lại không tốt Khi, khi mà cái giấc ngủ diễn ra theo các cái chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm các cái giai đoạn khác nhau Như là ngủ nông này, ngủ sâu này, ngủ mơ này Thì cái mỗi cái giai đoạn đấy có một cái vai trò quan trọng trong cái việc phục hồi cái cơ thể và não bộ của chúng ta Khi giấc ngủ bị gián đoạn đúng không, thì cái chu kỳ này sẽ bị phá vỡ khiến chúng ta không đạt được cái giai đoạn ngủ sâu và mà cần thiết cho cơ thể của chúng ta và các cái chu kỳ và giai đoạn của giấc ngủ sẽ được chia ra như sau giấc ngủ của chúng ta không phải là một cái quá trình liên tục mà được chia thành các cái chu kỳ và mỗi một cái chu kỳ kéo dài thì khoảng uh, 90 đến 120 phút trong mỗi một cái chu kỳ của chúng ta thì chúng ta phải trải qua bốn giai đoạn khác nhau giai đoạn thứ nhất đó là ngủ nông khi là đây là cái giai đoạn mà chúng ta chuyển tiếp từ thức sang ngủ kiểu cơ thể của chúng ta bắt đầu thư giãn nhịp tim và nhịp thở cũng chậm lại thì chúng ta bắt đầu dễ dàng bị đánh thức khi mà ai đó gọi chúng ta chẳng hạn trong cái giai đoạn này hoặc là giai đoạn 2 thì là cái giai đoạn ngủ nhẹ tức là giấc ngủ trở nên sâu hơn nhịp tim nhịp thở tiếp tục và cũng chậm lại nữa nhiệt độ cơ thể của chúng ta lại giảm đi và cái giai đoạn này chiếm khoảng như là 50% tổng thời gian ngủ của chúng ta cái giai đoạn thứ ba tức là ngủ sâu đây là cái giai đoạn ngủ sâu nhất khó bị đánh thức nhất là những ai mà phải dậy thì cứ cơ thể phục hồi là cái giải phóng hormone tăng trưởng và cũng củng cố cái hệ miễn dịch của chúng ta luôn nữa cái giai đoạn Tiếp theo cuối cùng đó là ngủ mơ thì mắt chuyển động rất là nhanh, nhịp tim, nhịp thở cũng tăng lên, não bộ hoạt động mạnh mẽ. Đây là một cái giai đoạn quan trọng cho cái việc xử lý thông tin và củng cố cái trí nhớ và cũng như là học tập. Và để mình chú thích thêm cái năm giai đoạn của giấc ngủ nhé sẽ được chia thành hai nhóm giấc ngủ như là rapid eye movement tức và giấc ngủ non rapid eye movement là không có nháy nháy cái mắt ấy. thì cụ thể cái giấc ngủ uh, gồm giai đoạn du ngủ để ngủ nông ngủ sâu và ngủ rất là sâu thì cái giấc ngủ ở uh, rapid eye movement ấy tức là chỉ bao gồm giai đoạn ngủ mơ thôi cái tầm quan trọng của giấc ngủ đối với trẻ em mình nhắc ở đây bởi vì mình có con nhỏ nên mình cảm thấy hứng thú với cả cái đề tài này thì cái giấc ngủ đấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái sự phát triển của trẻ em trong khi ngủ ý, cơ thể trẻ sản xuất hormone này tăng trưởng, giúp trẻ cao lớn hơn và phát triển các cái cơ quan nội tạng khác nữa. Và cái giấc ngủ thì cũng giúp cho trẻ của chúng ta có cái hệ miễn dịch thật là tốt và tăng cường cái trí nhớ nữa, khả năng học này, khả năng nhận thức này và điều chỉnh cái tâm trạng cũng như là hành vi của trẻ nhỏ Chính là khi mà thiếu ngủ ý, hoặc là cái giấc ngủ nó không được sâu Thì có thể là gây ra nhiều vấn đề rất là quan trọng cho sức khỏe Cũng như là cái sự phát triển toàn diện và bao gồm như là chậm lớn này Thiếu hormone tăng trưởng như mình đã nhắc ở trên Và do giấc ngủ không đủ có thể làm chậm cái quá trình phát triển cái thể chất của trẻ này và đây cũng có thể là phải chăng là lý do mình cao một m năm tám và là thấp nhất nhà bởi vì hồi xưa mình nghe nói là mẹ mình nói là mình ít ngủ và mình khó ngủ cái suy giảm nhận thức nữa trẻ thiếu ngủ thường khó tập trung học tập kém hiệu quả trí nhớ kém và khả năng giải quyết vấn đề cũng bị hạn chế vì khi mà bị thiếu ngủ thì cũng có thể gây đến cái tình trạng rối loạn hành vi vì dễ cáu kỉnh này hiếu thái quá này có thể là khó kiểm soát cái cảm xúc và có thể gặp các cái vấn đề về hành vi con trai mình là một cái ví dụ điển hình nhá hay cáu gắt này tỏ thái độ khi mà không có một cái giấc ngủ sâu và trọn vẹn khi mà giấc ngủ không đủ thì sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch khiến trẻ dễ bị ốm dễ mắc các cái bệnh nhiễm trùng này đó là lý do tại sao mà khi đến lớp thì cũng có thể từ người này, từ bạn này lây sang bạn khác này Trường hợp mà trẻ bị bạo hành ý, trẻ em bị bạo hành thường gặp nhiều cái khó khăn trong việc ngủ hơn Và do là không được có một cái giấc ngủ ngon sâu, do căng thẳng lo âu hoặc là sợ hãi Nghiên cứu thì trên tạp chí Child Abuse and Neglect vào 2011 đã phân tích ra rằng là ở nhiều do qua nhiều cái dữ liệu của hơn 2.000 trẻ em và phát hiện ra rằng là những cái trẻ em bị lạm dụng thể chất ý, hoặc là tình dục ý, có thể là có cái nguy cơ cao hơn gặp các cái vấn đề về giấc ngủ bao gồm như là uh, khó ngủ này ngủ không ngon này giấc ngủ không ngon giấc là và hay gặp ác mộng nữa cái nghiên cứu sleep problems in Children Exposed to Maltreatment vào năm 2012 thì đã xem xét cái mối liên hệ giữa việc là bị ngược đãi và các cái vấn đề về giấc ngủ ở trẻ em. Sleep Disturbance in Institutionalized Children vào 2015 thì nghiên cứu này tập trung vào cái những cái đứa trẻ em mà sống trong trại trẻ mồ côi này và cho thấy chúng thường gặp các cái vấn đề về giấc ngủ nhất ngủ đủ giấc quan trọng như thế nào đối với người lớn thì bây giờ chúng ta sẽ quay về cái vấn đề về người lớn, đó là các nhà khoa học đã thực hiện một cái nghiên cứu thú vị về giấc ngủ với những cái người mà tham gia từ 21 đến 38 tuổi thì đầu tiên họ cho tất cả cái mọi người lớn đấy thì ngủ đủ và đều trong 3 ngày để thiết lập được một cái điểm chuẩn ấy, sau đó thì họ được chia ra thành những cái người những cái nhóm tham gia lập thành bốn nhóm Mỗi nhóm thì có một cái chế độ ngủ khác nhau và trong vòng 14 ngày liên tiếp thì nhóm thứ nhất ngủ 4 tiếng mỗi đêm và nhóm thứ hai thì lại ngủ 6 tiếng mỗi đêm thì nhóm thứ ba ngủ 8 tiếng mỗi đêm còn nhóm thứ tư là nhóm cuối cùng thức trắng hoàn toàn thì kết quả nghiên cứu đã cho thấy là không chỉ cái nhóm ngủ 4 tiếng mà cái cả cái nhóm mà ngủ 6 tiếng ấy, thì cũng gặp khó khăn trong cái việc là phải điều chỉnh được cái tâm trạng này cũng là kiểm soát được các cái hoạt động trí não thể chất một cách gọi là hiệu quả nhất họ cũng bị cảm thấy là trì hoãn mệt mỏi và thiếu tập trung cái khả năng nhận thức xử lý thông tin nữa cũng bị giảm sút tương tự như là những cái người mà đã không ngủ một tí nào thức trắng hai ngày do cái nghiên cứu của Van Dongen À, đã chỉ dẫn thì điều này cũng củng cố một cái phát hiện quan trọng trong khoa học về cái giấc ngủ là cái chất lượng và thời lượng nữa giấc ngủ đều quan trọng trong khi mà ngủ thì não bộ tiết ra được các cái chất hóa học mà giúp sửa chữa, phục hồi các cái tế bào bị tổn thương ở trong cơ thể của chúng ta thì nếu không ngủ đủ giấc hoặc là giấc ngủ không trọn vẹn bị gián đoạn hoặc là quá trình này không thể nào mà diễn ra hiệu quả được ý, thì dẫn đến cái suy giảm chức năng nhận thức cũng như là cái gọi là thể chất của chúng ta. Vậy chúng ta cần ngủ. Bao nhiêu tiếng mới đủ Theo khuyến nghị của National Sleep and Foundation Thì người lớn ý cần ngủ khoảng từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm Để có thể đảm bảo được cái sức khỏe và cái hoạt động của ngày sau để có thể tốt hơn Và tuy nhiên nhu cầu ngủ cũng tùy theo là môi trường hay là thay đổi tùy theo từng cá nhân Và cái độ tuổi nữa Trẻ em và thanh niên thì thường phải ngủ nhiều hơn Để có thể đảm bảo được cái uh, tính chất gọi là uh, hormone tăng trưởng trong khi người lớn tuổi thì có thể là ngủ ít hơn và dẫn chứng khoa học trong một cái cuốn sách mà nhiều người biết đến đó là why we sleep tại sao chúng ta ngủ tác giả là matthew walker đã là anh là một cái người chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh và giấc ngủ thì mở ra một cái cánh cửa dẫn vào cái thế giới bí ẩn của giấc ngủ và những cái tác động của nó đối với con người chúng ta đối với sức khỏe của mỗi người walker không chỉ đơn thuần là liệt kê các cái lợi ích của giấc ngủ mà còn uh, liệt kê ra còn đi sâu vào cái cơ chế hoạt động của não bộ khi mà trong từng cái giai đoạn ngủ nữa từ đó thì có thể giải thích rằng sao giấc ngủ lại quan trọng đến vậy mà chúng ta cần phải đảm bảo đó là khi mà Walker đã trình bày những cái hậu quả khi mà chúng ta uh, không ngủ và thiếu ngủ ấy là rất là đáng báo động bởi vì những cái người mà thiếu ngủ mãn tính thì uh, theo cái nghiên cứu của ông cho thấy là tăng nguy cơ mắc rất là nhiều các cái loại bệnh nghiêm trọng như là chẳng hạn như alzheimer mình cũng đã nhắc trong một cái video trước đây và ung thư tiểu đường bệnh tim mạch này bệnh trầm cảm này ông chỉ ra rằng chỉ cần một đêm mất ngủ thôi có thể làm suy giảm đi cái khả năng tập trung và cũng như là cái trí nhớ tương đương với cái, cái việc mà chúng ta uống rượu chúng ta uống rượu say chẳng hạn và nghiên cứu của đại học Pennsylvania và kho 2011 ý, thì nghiên cứu này cho thấy là những cái người bị hạn chế ngủ ấy thì chỉ còn 4 tiếng mỗi ngày chẳng hạn trong vòng 14 ngày thì cái sự suy giảm đáng kể về thời gian phản ứng này, về trí nhớ này, về khả năng tập trung này, Tương tự như những người mà có cái nồng độ cồn trong máu là 0,1%. Những cái nghiên cứu này cho thấy rằng ấy thì thiếu ngủ dù chỉ là trong một cái thời gian ngắn thôi cũng có thể gây ra những cái điều quan trọng, những cái tác động mà à, tiêu cực đáng kể đến cái sức khỏe, khả năng nhận thức của mỗi người. Và chúng ta thường là không để ý đến cái việc này và do đó thì việc đảm bảo ngủ đủ ấy thì rất là quan trọng nên chúng ta phải ghi nhớ để duy trì sức khỏe lâu dài và bền vững để cho có não của ta hoạt động một cách tối ưu và ông Walker tác giả của Why We Sleep cũng làm sáng tỏ những cái quan niệm sai lầm phổ biến về giấc ngủ chẳng hạn như là việc ngủ bù vào những cái ngày cuối tuần này hoặc là những cái ngày nghỉ này bù đắp cho cái việc thiếu ngủ trong tuần không hề nó có thể khiến cho cái nhịp sinh học của chúng ta bị rối loạn và không thể dễ dàng mà bắt nghịt được và điều chỉnh như vậy được cái việc thiếu ngủ mãn tính thì không thể là có thể bù đắp được bằng cách là phải ngủ bù và những cái lúc mà bạn rảnh rỗi và cái cuốn sách why we sleep không chỉ là một cái nguồn thông tin mà khoa học đáng tin cậy nhiều người biết đến mà còn là một cái lời khuyên chân thành và cũng là cảnh một lời cảnh tình mạnh mẽ về tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta thì tác giả walker kêu gọi chúng ta thay đổi cái thái độ đối với giấc ngủ xem nó như là một cái điều một cái ưu tiên hàng đầu và đầu tư thời gian để có một cái giấc ngủ để chăm sóc cho giấc ngủ của chính bản thân. Stress mãn tính, tức là trong cái cuốn sách The Upward Spiral của Alex Gore. Trong cái cuốn sách này, Alex Gore là một nhà thần kinh học giải thích rằng stress kích hoạt cơ chế chiến đấu hoặc là bỏ chạy của cơ thể. Và cơ chế này thì giúp chúng ta đối phó với những cái tình huống, những cái các cái mối đe dọa tức thời bằng cách là chúng ta giải phóng cái hormone cortisol và cortisol thì làm tăng cái nhịp tim của chúng ta, cái huyết áp và lượng đường trong máu của chúng ta cung cấp cái năng lượng cần thiết để chúng ta đối phó với cái tình huống nguy hiểm này, tức là bỏ chạy. Tại vì trong cái thời tiền sử thì cortisol giúp tổ tiên của chúng ta đối phó với những cái nguy hiểm khi mà đi săn bắn, thực sự như là những khi mà gặp phải những cái thú dữ hay là đói rét thì ngày nay cortisol vẫn tăng lên khi ta đối mặt với các cái áp lực công việc như là uh, hay là kẹt xe này, hay cãi vã là những cái stress này, không đòi hỏi là phải phản ứng chiến đấu hoặc là bỏ chạy như cái trong thời tiền sử nữa mà khi mà stress trở nên mãn tính rồi, ý, một cái lâu dài rồi, ý, tức là kéo dài trong thời gian rất là lâu, mức cortisol liên tục tăng cao có thể gây ra nhiều cái vấn đề sức khỏe uh, trầm trọng hơn bởi vì cortisol dư thừa thì có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, gây ra các cái vấn đề về tiêu hóa này, về rối loạn giấc ngủ này, tăng cân này, lo âu này, trầm cảm này, hay là mệt mỏi chiến miên này, cái áp lực công việc ý, khi mà phải chạy deadline này, dồn dập khối lượng công việc gọi là quá tải xung đột với cả sếp đồng nghiệp hay là với cả những cái người xung quanh ấy, thì đều có thể gây ra stress kéo dài mãn tính và cái mối quan hệ căng thẳng giữa các cái vấn đề trong gia đình này, tình yêu, tình bạn này như cãi vã xung đột hay là chia tay là mất mát người thân ý thì cũng là những cái tác động rất là lớn gây ra cái stress mãn tính này và lo lắng về tương lai nữa khi mà sự bất ổn về tài chính này khi mà chúng ta không có một cái công việc ổn định hay là sức khỏe hoặc những cái lo lắng về tương lai nói chung ấy thì nó cũng đều có thể khiến chúng ta luôn trong cái tình trạng gọi là uh, căng thẳng mệt mỏi uể hoài cái chế độ dinh dưỡng không cân đối khi mà cơ cơ thể cần các cái chất dinh dưỡng để có thể sản xuất ra năng lượng ấy thì chế độ ăn thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng thiết yếu như là vitamin B này, sắt này, magi này có thể gây ra mệt mỏi và khó chịu và ăn quá nhiều đồ ăn nhanh này, đồ uống này có đường này hoặc là bỏ bữa này khi làm việc quá độ này có thể khiến bạn cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng. Thiếu vận động, vận động giúp tăng cường tuần hoàn máu này, cung cấp oxy cho các cái tế bào và cải thiện cái tâm trạng của bạn khi ngược lại lối sống ít vận động có thể dẫn đến những cái cơ chế như là mệt mỏi như là suy giảm sức khỏe này nếu bạn dành phần lớn thời gian ngồi làm việc tại nhà hay là tại công ty hoặc là xem tv quá nhiều giờ cơ thể bạn sẽ không có đủ năng lượng để có thể hoạt động hiệu quả hơn các cái vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn mà bạn nên biết đó là một số bệnh lý như thiếu máu suy giáp hay là tiểu đường hay là trầm cảm đi hội chứng mệt mỏi mãn tính có thể gây ra được cái khiến bạn uể oải khiến bạn kiệt sức cách vượt qua và lấy lại được năng lượng là chúng ta cần phải xác định được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề tự hỏi bản thân là những cái câu hỏi tại loại như tôi có ngủ đủ giấc hay không tôi có đang bị chi phối về một cái điều gì đấy không như là stress lâu dài cái chế độ ăn uống của tôi ra sao có lành mạnh không có đủ chất không tôi có vận động đủ không tôi vận động quá ít chăng ưu tiên những cái thay đổi nhỏ nhưng bền vững là khi mà chúng ta bắt đầu vào một cái việc gì đấy thì chúng ta đừng cố gắng thay đổi một cách nhanh chóng nhất mà chúng ta phải dần dần, chúng ta có thể tập trung vào những cái thay đổi nhỏ từ những cái bước nhỏ nhất chẳng hạn như là à, chúng ta sẽ vận động khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày hoặc là chúng ta bắt đầu bằng việc đi ngủ sớm hơn 30 phút mỗi đêm hoặc là thêm một phần rau xanh vào cái bữa ăn này bởi vì ăn quá là ít à, rau chẳng hạn và chúng ta cần thay đổi thói quen để thiết lập được một cái thói quen ngủ đều đặn ấy thì đi ngủ và thức dậy vào cùng cái một cái thời điểm mỗi ngày. Vì kể cả bữa, trong lúc mà nghỉ ngơi là cuối tuần đi, tạo một môi trường ngủ lý tưởng như là tối yên tĩnh, mát mẻ, hạn chế tiếp xúc với cái ánh sáng xanh tức là từ điện thoại của bạn và các cái thiết bị điện tử khi mà trước khi đi ngủ thì bạn phải tắt hết các cái thiết bị điện tử đi, thực hiện các cái hoạt động thư giãn trước khi đi ngủ như là đọc sách, như là thiền, như là nhạc, nghe nhạc nhẹ hoặc là tắm nước ấm nếu bạn gặp khó khăn trong cái việc như là ngủ ý, thì bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái video hay là những cái cuốn sách cũng có thể tư vấn với cả bác sĩ và điều trị vì cái điều này mà bỏ qua thì nó sẽ kiểu kéo, kéo dài một cái thời gian mà mình sẽ cảm thấy là không còn hứng thú để thay đổi nữa và để bổ sung melatonin và serotonin nữa và lưu ý là khi mà bạn sử dụng melatonin thì cần phải biết là cái vai trò của melatonin một cái hormone tự nhiên được sản xuất bởi cái tuyến tùng trong não và có vai trò khá là quan trọng trong cái việc mà điều hòa cái giấc ngủ của chúng ta, cái chu kỳ giấc ngủ vì khi mà chúng ta thức nữa thì nồng độ melatonin tăng lên vào buổi tối báo hiệu cho cơ thể biết là chúng ta cần cái thời gian để đi ngủ. Tóm lại thì melatonin và serotonin đều có vai trò quan trọng trong cái việc điều hòa giấc ngủ và cái việc bổ sung melatonin thì có thể rất là hữu ích cũng có thể là không trong một số trường hợp tùy với từng người nhưng cần được sử dụng một cách gọi là thật thận trọng. Với sự hướng dẫn giám sát của bác sĩ chuyên gia, trong khi đó thì cái việc mà sử dụng tăng cường serotonin tự nhiên thì lại có thể được thông qua lối sống lành mạnh này và được khuyến khích hơn là phải dùng cái bổ sung trực tiếp. Ngủ trưa có tốt thì như đã được nhắc ở cái phần trên của video ngày hôm nay Matthew Walker tác giả của Uh, cuốn sách nổi tiếng why we sleep tại sao chúng ta ngủ đề cập đến vấn đề ngủ trưa trong cuốn sách của chính mình thì ông cho rằng là cái việc ngủ trưa ấy nếu như có nếu ngủ đúng cách thì sẽ có một cái lợi nếu thực hiện đúng cách nhưng cũng có thể là mang đến cái tác dụng phụ khi mà chúng ta ngủ quá nhiều hoặc là không đúng cách hoặc là ngủ một cái thời gian dài hơn chỉ định là Khi mà chúng ta muốn ngủ trưa Thì chúng ta phải cần dành ra một cái thời gian khoảng 20 đến 30 phút thôi Thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta không ngủ Đi vào cái giấc ngủ quá sâu Và tốt nhất là khi mà sau khi chúng ta ăn xong Thì chúng ta cần ngủ lúc khoảng 1 đến 3 giờ chiều Quán tính ngủ nếu bạn ngủ trưa quá lâu Hoặc là vào cái thời điểm gọi là không thích hợp ý Thì bạn có thể rơi vào cái tình trạng gọi là thái quán tính ngủ tức là cảm giác mệt mỏi uể oải và mất đi cái năng lượng trong ngày và sau khi thức dậy thì bạn sẽ không còn có hứng thú để làm một cái việc gì cả và bạn sẽ bị rối loạn giấc ngủ vào ban đêm quản lý stress là chìa khóa để cho mà chúng ta có thể ngăn ngừa và giảm thiểu cái tác động của stress mãn tính và sau đây là một cái số giải pháp mà có thể và được khuyến khích trong cái cuốn sách The Upward Spiral thực hành các cái kỹ năng kỹ thuật này để có thể thư giãn như là thiền định yoga hoặc là hít thở nghe nhạc nhẹ để cho chúng ta giúp cho cái tâm trí của chúng ta dịu đi và thần kinh giảm đi cái mức cortisol khi mà chúng ta tập thể dục đều đặn vận động thì cũng có giúp được giải phóng cái endorphin ra một cái loại hormone tự nhiên có thể tác dụng giảm đau này và cải thiện cái tâm trạng của mỗi người dành thời gian cho cái sở thích của riêng mình nữa khi mà ngoài cái giờ làm việc căng thẳng công việc chính ra thì phải có một cái niềm đam mê có một cái sở thích để yêu thích giúp giảm căng thẳng và tăng cường cảm giác hạnh phúc xây dựng cái mối quan hệ và xã hội cũng phải có trên một cái cơ sở mà khi để chúng ta có thể chia sẻ được với bạn bè với người thân hoặc là tham gia các cái hoạt động xã hội để giúp chúng ta giảm cái cảm giác cô đơn và tăng cường cái hứng thú cái sự hỗ trợ để sẽ giúp chúng ta lấy lại được cái tinh thần khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái uể ủi ủi. oải kết luận cho video ngày hôm nay thì để hiểu rõ về giấc ngủ tầm quan trọng của giấc ngủ đó là những cái tác động của việc thiếu ngủ là bước đầu tiên để tìm ra nguyên nhân gốc rễ để chúng ta có thể chủ động chăm sóc tinh thần sức khỏe của bản thân và đừng để cho những cái đêm dài thức trắng hay là những cái ngày mà mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bạn hay là những cái giấc ngủ chập chờn cướp đi cái năng lượng và sức khỏe của bạn hãy lắng nghe cơ thể của chính bản thân và ưu tiên cái giấc ngủ và tạo dựng được cái những cái thói quen tốt cũng như là cái môi trường để có một cái giấc ngủ tốt hơn sâu hơn mỗi ngày chất lượng hơn mỗi đêm mình chúc các bạn có thể thành công trong việc cải thiện cái giấc ngủ của chính mình bởi vì đó chính là cái chìa khóa để chúng ta có một cái sức khỏe bền vững lâu dài. Chúc các bạn thành công và nếu như các bạn có comment cũng như là bình luận gì thì có thể chia sẻ với mình nhé. Hẹn gặp lại.